Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9, tại Câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh, đã diễn ra các trận đấu vòng loại của giải quần vợt quốc tế ITF World Tennis Tour M25. Đây là giải thuộc hệ thống thi đấu nhà nghề của Liên đoàn quần vợt thế giới ITF, quy tụ gần nhiều vận động viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022 tại Câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh, giải quần vợt quốc tế ITF World Tennis Tour M25 là cơ hội tốt cho những tay vợt hàng đầu trong nước lẫn khu vực tích lũy thêm điểm số để tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới. Trong đó có tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam. Giải lần này là dịp để Lý Hoàng Nam tích lũy điểm, tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng quần vợt nhà nghề ATP. Lý Hoàng Nam được xếp hạng hạt giống số 1 tại vòng 9. Giải quần vợt quốc tế ITF World Tennis Tour M25 có 16 cặp đấu với 32 tay vợt tham gia thanh tài. Trong đó có 10 tay vợt của Việt Nam. Ngoài Lý Hoàng Nam còn có sự tham gia của các tay vợt nổi tiếng khác như Trịnh Ninh Giang, Vũ Hà Minh Đức, Từ Lê Khánh Duy, Cao Ngọc Lâm và Phạm Minh Tuấn. Hai ngày qua các tay vợt đã thi đấu loạt trận dòng loại để chọn ra 8 suất vào vòng chính. Một điểm đáng chú ý là giải lần này tiếp tục có sự tham gia thi đấu của tay vợt cục một tay Alex Hun đến từ New Zealand. Alex Hun hạng 1865 ATP anh đã từng góp mặt tại nhiều giải quần vợt trước đó và là gương mặt quen thuộc của khán giả hâm mộ môn quần vợt tại việt nam